Rồi rồi rồi. Còn sống không vậy? Con gà. Con gà. Anh có thấy là vì anh nhát mà anh bị chậm hơn ta không? Em đạp cầm cho kỹ. Đáng đi. Anh giật ra. Có chút thắng rồi à. Có ba nguyên liệu cho bữa cơm tối. Đội thắng ở trò chơi trước sẽ có được chọn nguyên liệu cho đội mình và chỉ định nguyên liệu cho đội còn lại. Trong vòng 60 phút, hai đội phải nấu được một món ăn từ các nguyên liệu này, từ nguyên liệu tìm kiếm khác. Giám khảo sẽ là chủ nhà. Đội nào chiến thắng sẽ được thưởng thức cái món ăn ngon đó với lại chị chủ nhà. Còn đội nào thua thì sẽ được ăn cơm với muối và nước tương thôi. Nào, các bạn hiểu chứ? Dạ. Dạ. Món ăn hơi bị ngon đúng không? Hơi bị ngon. Ok, ra còn phải xài đường cái gì chứ? Anh Đạt lựa đi, anh Đạt lấy nguyên liệu nào? Cá kèo nấu được gì ta? Ờ, mình lấy cá kèo kho tiêu đi Đạt, cắt bụp bụp, cắt đôi ra cái mình ướp vô. Cá kèo đi. Rồi, em gái, em chọn gì? Vậy, anh lựa cho. Ờ, ổn quá. Ớt là chiên lên là rất là dễ dàng nha. Đưa ớt cho tụi mình như hổ một chim cánh. Ớt chim cánh nuôi nè. Món lươn đi. Trời ơi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vậy là hôm nay tụi mình có lươn. Yeah. Ủa, không có bếp ga hả? Không anh, nấu nếp củi mà. À, nấu quê luôn á. Nấu sao Cưng? À, là bắt lên vậy hả? Giỏi quá vậy. Trời ơi, này dưới quê làm này. Rồi, một cái lò, lò đó là bếp điện từ hả? Alo, mẹ hả? Mẹ, con cá, cá kèo con kho tiêu. Con bằng cá xong rồi, rồi con ướp tỏi. Ủa, không có tỏi. Đường, tiêu, bột ngọt, bột nêm. Tiêu cái đỉnh tiêu ra chừng nào kho, kho xong mới bỏ tiêu hả mà? À, rồi rồi. Bỏ dầu, bỏ miếng đường, thử làm nước màu á. Làm nước màu nữa đúng không? Rồi rồi. Rồi con biết rồi. Không biết mặn lạc sau đây nữa nè, không có gì. Lan lan lan, đút cái miệng này thổi giùm anh giống như là bếp vậy. Nói sao? Thổi em quạt nè, hiểu không? Nè, hiểu không? Nè, nó làm vậy nè, hiểu không? Hiểu không? Cô quạt. Đó, hiểu chưa? Thổi luôn lên, thổi luôn cái ống này nè. 2, 3. Thôi tắt hả? Không có tắt. Giống như là như cái bếp vậy đó. Thơm quá mấy bạn ơi. Các bạn có nghe mùi gì không? Thơm lừng lừng lưng lừng lưng luôn. Thơm thơm thơm. Cái này mà có mỡ, có tép mỡ nữa ha. Đúng bài luôn. Trời ơi, con Lan nó vuốt con lươn cái anh nhớt kìa. Đó, đã chưa? Đạt là chính rồi, đạt rồi. Ten 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 ten, thử một miếng coi nào. Những chàng trai và cô gái không nghe mùi chân thật. Thôi đừng xạo, đừng xạo. Mọi người ơi, thành quả của ba anh em tôi tiên đã xong rồi. Tưởng là món gì đặc sắc. Cũng cầu kỳ lắm đó em à. Mình làm thêm món ớt xào xả ớt đi. Hay gì mình làm thì mình giúp đỡ này đi. Ê ê, thử về trước chứ không phải bỏ ở đây hả? Rồi rồi rồi, rồi đừng bỏ vô nữa, đừng tham. Nhiều lắm, nói thiệt đó. Ham nhiều, nhiều quá ăn nữa. Rồi em chở, em chở tay cho kịp đi nè. Rồi em bỏ lương vô là vừa rồi đó. Chín. Gia vị gì? Nước màu phải thắng thôi chứ. Chết cha, nãy giờ không thắng. Đây đây, có chai nước màu nè. Có chai nước màu nè. Ủa em, sao nó cứng ngắc vậy? Em nói anh nấu ngon mà. Cho em xin một miếng nước. Rồi rồi rồi, rồi chị lấy nha. Chị xin miếng nước. Rồi rồi, đi lấy cho. Mấy cái vận động rồi đâu để đi cho. Nè, nước nè. Được chưa? Ok chưa? Mềm à? Vậy hả? Ừ. Ê, có thiếu nước quá mà. Rửa hơi lớn. Rửa lớn hả? Ừ. Để rút được củi ra.
đúng không? Em biết phục vụ không? Ừ. Mà chung quá nó lạc á. Em biết rồi, nhưng mà cho nó rút xuống. Nè, nhiêu được em? Nhiều quá vậy? Chứ anh đòi nhiều ớt mới ngon. Hồi nãy anh nói luôn á anh Thành. Hạt nêm hết rồi, anh lấy hạt nêm nè em được không? Thôi, cái này đi ha. Đó là gì? Mắm. Anh thử không? Ủa? Anh thử đi. Ủa? Cái này chín chưa? Dạ, đấy, đừng. Để em cho miếng nước vô cho nó. Em cho nước nó lại lạc nữa, rồi em lại nêm bột nêm nữa. Không. Quan trọng là không biết nó có. Bây giờ em ăn con Nguyên thôi, em ăn lương miếng đi. Thôi. Ăn một ít thôi, ăn mới biết ngồi không chứ. Đúng cần thôi. Thôi rồi, ăn luôn. Này, để có tí xíu nghệ vô cũng được không? Ờ, đúng rồi. Nó đang thiếu nhiều, nhiều thứ lắm. Thôi, mình làm luôn sợ sợ ớt mà. Cái này là bị ngon á. Ủa tới giờ phút này vẫn chưa thấm vô lương hả? Không biết. Thấm rồi. Tại vì thường nó để lâu lắm. Sẵn đầu rồi. Ngon. Em thử rồi. Em nấu chè lương hay gì mà ngọt ngay vậy? Ngọt hả? Ngọt. Chỉ ăn thử. Ngọt ngay. Em thử coi. Không. Rồi bây giờ em đổ nước vô như nồi canh thì sao anh ăn? Để chứ nó khác. Để cho nó tắt xuống. Bây giờ nó nghe là lấy một cục lương ra ăn đi. Ăn mới biết được ngon hay dở. Thì anh ăn thử ha. Em ăn luôn đi, em nói em không dám ăn hả? Cái đuôi kìa, cái đuôi nhỏ nhỏ. Ờ thôi lấy cái này đi. Cái này cũng được. Ừ. Rồi tôi đậy nắp lại nha. Anh Thành cắn chưa em? Nóng quá. Mới chín tới má ơi. Còn máu nè. Mới chín tới. Không. Ở máu đâu mà máu. Thật người ta. Cái màu của con lươn nó màu nâu vậy á. Cái lươn thịt ở trong á, cái đường cái nâu nâu, anh biết giống như cá ngừ không? Chừng máu của con Thành đó. Bắt hào mà sao nước nhiều vậy? Cái này là bonus thêm thôi, còn món chính của anh là ở đây. Sau khoảng thời gian tụi em hùng hục ở đây gồm có ba dĩa, dĩa lương nè, dĩa ớt nè, dĩa cái này là cá kèo nè, kho tiêu, một chiếc cơm chứa đựng nghĩa tình. Chị hãy thưởng thức đi và chấm điểm cho em ba món này, món nào ngon nhất? Cá trước đi. Cá kèo trước. Rồi ăn ngay cái bụng mới ngon á chị. Cũng đâu biết món này của ai đâu, chị ta chấm công tâm thôi, không biết món của ai của ai. Chị cho em miếng nước cá kèo vô. Không, ăn con cá là cảm nhận được rồi đúng không chị? Dạ. Thôi giống chị lắm á. Ôi, vậy là chị dưới chị nào? Dạ, em gửi gửi chị miếng lương. Đó, dưới cho nông. Cũng không ngon nữa, nhưng mà xả thơm nè. Ở cây the cay ngon nè. Nhưng mà cái đầu này, tới cái món này là món à. Chị ăn cái đùi nè. Chị ăn lớn. Có nạc mới ngon á. Lớn lớn đi chị. Đùi á, đúng rồi, có miếng nạc á, thịt á. Đúng rồi chị. Đó, để em giúp chị. Giống chị luôn là em thua luôn á. Cái nào cũng ngon chán sao ta? Phải có cái nào nhất thì cứ đánh giá chị, nhất nhì ba chị cứ đánh giá luôn thứ tự. Chị đóng ngon lương nhất em. Em ăn miếng ớt miếng lương cho mãn nguyện nè. Chị ơi, chị có biết là chị đã vừa bóp nát cái chân của ba đứa chị. Đội nào thắng thì tụi nó sẽ được ăn hết cái này, còn đội thua là tụi em chỉ ăn cơm và nước tương này thôi nè. Em buồn quá. Không sao, với nồi kho chị đẹp. Không lẽ ngày hôm nay không phải là ngày của em làm sao? Ăn em làm cái gì cũng ngon hết mà bây giờ nó cướp công của em luôn rồi. Tối nay nó được ngủ ở trong phòng nữa. Cho em ngủ thôi anh Lương. Đạt được chén em đạt. Trong rồi bây giờ nó ăn hết mươi. Chuột hả? À đúng rồi, con chuột á. Thành ăn miếng đi em. Lần tiên em biết á. Thôi em đi, người thử coi thử coi. Mọi người ăn đi.